Thưa quý vị, âm nhạc là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người và kết nối những trái tim đồng điệu. Khi đến với âm nhạc, ta có thể thỏa thích với niềm đam mê của mình và tìm được tiếng nói chung với những người cùng sở thích. Cùng với những thanh âm tuyệt vời thì đàn tiba là một trong số rất nhiều những loại nhạc cụ có sức hấp dẫn đặc biệt đối với mọi người. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những hình ảnh thú vị từ loại nhạc cụ độc đáo này. Với sức hấp dẫn đặc biệt của riêng mình, đàn tiba không chỉ là chuyên ngành của các bạn sinh viên trường nhạc, mà nó còn trở thành sân chơi nghệ thuật để cho giới trẻ, đặc biệt là các em nhỏ, có cơ hội tìm hiểu về những giá trị độc đáo của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi nhạc cụ đều có một cách thể hiện khác nhau. Điều quan trọng là người nghệ sĩ phải hiểu được tâm hồn của nó bằng tình yêu và cách thể hiện mới lạ. Những âm thanh da diết mà hấp dẫn từ đàn tiba đã thật sự lôi cuốn người nghe và thu hút rất nhiều người theo học. Tiểu mục Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay sẽ giúp quý vị cảm nhận rõ hơn về tình yêu của những người đam mê tiếng đàn tiba Việt Nam. Trần Thùy Dương hiện đang là sinh viên chuyên ngành sư phạm tiểu học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngoài việc học tập, Thùy Dương dành khá nhiều thời gian cho niềm đam mê âm nhạc của mình. Tuy chỉ mới bắt đầu chập chững chinh phục những kỹ thuật cơ bản trong nghệ thuật đàn tiba, nhưng với tâm niệm của mình, Thùy Dương luôn muốn lan tỏa tình yêu nhạc cụ truyền thống này đến tất cả mọi người. Để có thể thuần thục trên từng cung đàn, người học không những yêu đàn hay chăm chỉ luyện tập mà còn phải hiểu được tâm hồn của nó. Mỗi nhạc cụ nó lại có một đặc điểm khác nhau, thì mình cũng đã từng học qua đàn tranh rồi, nhưng mà đàn tranh thì nó cũng không giống đàn tiba, và đấy cũng là một cái khó đối với mình. Cái thứ hai là phải dùng cái móng như này, mình không quen, chưa một nhạc cụ nào mình dùng cái móng như thế này. Khi mà học bất kỳ một nhạc cụ nào thì cũng phải vững được nhạc lý, sau đấy mới học đến các kỹ năng trên đàn, ví dụ như là kỹ năng gẩy, tức là phách mạnh phải đánh chính xác là xuống thì tiếng nó mới vang và to, còn phách nhẹ tức là đánh lên thì tiếng nó sẽ nhỏ hơn. Cách gẩy thứ nhất là đều, cái thứ hai là đúng nhịp lên xuống, và cái thứ ba là phải chạy quãng đúng. Mình rất muốn những cái nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là đàn tiba, được phát triển rộng rãi đến giới trẻ, bởi vì rất là nên lưu giữ những cái văn hóa truyền thống của dân tộc. Và để mà phát huy được những cái văn hóa truyền thống đấy thì đầu tiên là mình phải học trước đã, sau đấy là mình phải biểu diễn cho mọi người xem đã, và cuối cùng là mình sẽ truyền đạt đến mọi người với vai trò là một giáo viên tiểu học tương lai. Theo Trần Thùy Dương, chúng tôi đã đến với một lớp học đàn tiba tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để có thể cảm nhận được sâu sắc hơn đàn tiba đã mang lại những giá trị tuyệt vời như thế nào. Lớp học miễn phí này là tâm huyết của nghệ sĩ Vũ Diệu Thảo, hiện đang là giảng viên chuyên ngành đàn tiba của khoa nhạc cụ truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đứng lớp. Mình nghĩ rằng là để cho các bạn ý đam mê được cây đàn thì bản thân mình đã phải yêu cây đàn rồi. Và khi đó thì mình có cái sự trao đổi, có sự hướng dẫn làm sao để các bạn ý hiểu hơn, các bạn ý cảm nhận được rõ nét hơn về cái hay, cái đẹp của cây đàn. Cộng với việc là mình cũng phải rất là chăm chỉ biểu diễn hoặc là thực hành những cái kỹ thuật đó để cho các bạn ý cảm nhận rõ nét nhất. Thì khi mà các bạn ý thấy được thực tế rằng là cái đàn tiba nó có hiệu quả như thế nào trên sân khấu, đàn tiba khi mà biểu diễn thì nó vang lên những âm thanh hấp dẫn như thế nào, thì khi mà người ta thấy được cái hay cái đẹp của nó rồi thì tự khắc người ta sẽ cảm thấy đam mê, cảm thấy là muốn tìm hiểu cái đàn thêm. Các bạn học viên trong lớp ở nhiều độ tuổi khác nhau, và ở mỗi độ tuổi cô giáo lại có cách hướng dẫn phù hợp để làm sao các học trò có thể nắm bắt được các kỹ năng với nhạc cụ đàn tiba một cách đơn giản nhất. Chú ý lắng nghe từng lời hướng dẫn của cô giáo trong cách sử dụng đàn tiba như thế nào để có được những thanh âm tốt nhất trong từng bản nhạc. Các bạn học viên đã thật sự tự tin và thả hồn mình trên từng cung đàn. Con học đàn tiba được 1 năm rồi ạ. Đàn tiba là đàn
nhạc cụ truyền thống của Việt Nam. Con muốn được hiểu hơn về đàn tỳ bà nên con rất thích học đàn tỳ bà. Khi đến lớp học đàn tỳ bà của cô Diệu Thảo thì con thấy rất vui và được gặp các bạn cùng niềm đam mê với mình ạ. Con mong muốn có nhiều bạn biết đến đàn tỳ bà nhiều hơn nữa và theo học bộ môn này ạ. Đối với một số những gia đình cũng như là những cái cháu mà được bố mẹ hướng đến cái đàn tỳ bà này thì các cháu đón nhận rất là vui sướng và rất là hăng say tập. Như cháu nhà mình thì ngày nào về nhà cũng phải tập nửa tiếng một tiếng đàn một ngày, mà tập xong cứ mỗi một buổi đầu thì rất là khó, xong cứ khó dễ dần và sau đó thì bây giờ thì cháu rất là mê, rất thích. Mình thích, rất là muốn là các phụ huynh là hướng được cho các cháu đến được với những cái bộ môn dân tộc, ví dụ nói riêng như là đàn tỳ bà chẳng hạn, giới trẻ tiếp cận nhiều hơn với cả đàn tỳ bà nói riêng và những cái bộ môn dân tộc nói chung, để làm sao phát huy được cái nền âm nhạc dân tộc của Việt Nam mình. Không mục đích gì khác ngoài tâm huyết của một người giáo viên và đam mê với nhạc cụ truyền thống mà cô giáo Vũ Diệu Thảo vẫn từng ngày âm thầm truyền tình yêu của mình đến các em nhỏ. Cũng bởi chị luôn hiểu rằng là một người thầy giảng dạy nghệ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực nhạc cụ dân tộc, thầy không chỉ giữ lửa đam mê mà còn là người truyền lửa cho học trò, giúp các em có được niềm say mê và hiểu biết về âm nhạc truyền thống của dân tộc Việt Nam. Để cho đàn tỳ bà được tiếp tục sống trong xã hội hiện đại và âm nhạc dân tộc sẽ từng ngày nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, ươm mầm cho những tương lai của đất nước. Khi mà mở lớp học miễn phí có nghĩa là trong đó đã có một cái nguyện vọng, một cái ham muốn, một cái động lực rất lớn, đó là Thảo muốn nhiều người biết đến cây đàn tỳ bà, nhiều người yêu đàn tỳ bà cũng như là nghệ thuật truyền thống. Vì vậy mà chỉ có một nguyện vọng duy nhất là sẽ càng ngày có nhiều người biết đến hơn và thậm chí là càng ngày cái lớp học miễn phí của Thảo sẽ được đón nhận nhiều hơn nữa các bạn học sinh, sinh viên, thậm chí là những người lớn tuổi hay là những bạn bé tí thì đều có thể đến với lớp học của Thảo để cho cây đàn tỳ bà được nhiều người biết đến hơn, nhiều người yêu thích và sẽ ngày một phát triển, để thậm chí là về vấn đề chuyên môn sẽ có thêm cái nhiều sự cống hiến nữa, có nhiều nghệ sĩ có thể chơi được đàn tỳ bà và đàn tỳ bà sẽ có một cái vị trí quan trọng hơn nữa trên sân khấu của nghệ thuật truyền thống Việt Nam nói riêng, cũng như là trên sân khấu biểu diễn chung của nhiều loại hình nghệ thuật tại nước Việt của mình. Mình rất là yêu thích cây đàn tỳ bà vì cây đàn có thể chơi được chèo, huế, cải lương. Ngoài ra cây đàn có thể chơi được các bản nhạc hiện đại. Mình cũng chỉ là một sinh viên, tuy nhiên cũng có rất là nhiều bạn tự đến tìm đến để học. Mình cũng cảm thấy rất là vui vì có thể truyền được đam mê cây đàn tỳ bà cho các bạn trẻ. Con rất thích đàn tỳ bà nên con thường xuyên tập luyện để mình tốt hơn trong loại đàn này. Con đã đi biểu diễn nhiều nơi cùng với cô Thảo và con đã mang đàn tỳ bà đến lớp học văn hóa của con để biểu diễn và các bạn rất thích. Các bạn đã hỏi con là đánh như thế nào, học có vui không, rồi đánh có khó không. Con đã cảm thấy rất vui vì qua đêm đàn tỳ bà biểu diễn cho mọi người. Giữa những hối hả của cuộc sống hiện đại, tiếng đàn tỳ bà vẫn từng ngày được vang
và làm rung động con tim biết bao người. Và thật đáng trân trọng cho đam mê của những người đang giữ gìn tiếng đàn tỳ bà hôm nay, như những nghệ nhân dân gian, những cô giáo nhiệt huyết như Vũ Diệu Thảo hay các bạn học viên, sẽ góp phần giữ gìn hương sắc Việt để cho tiếng đàn tỳ bà ngân nga, hòa điệu cùng các nhạc cụ truyền thống khác của dân tộc. Để rồi, dù chúng ta có đi đâu khắp năm châu bốn bể, nét văn hóa truyền thống vẫn luôn là niềm tự hào dân tộc khi chúng ta muốn giao lưu, chia sẻ với bạn bè quốc tế. Với thật nhiều những tâm huyết và tình yêu dành cho tiếng đàn tỳ bà, chúng tôi hy vọng rằng lớp học đàn tỳ bà đặc biệt này sẽ là nơi ươm mầm tình yêu văn hóa dân tộc cho tất cả mọi người và chắp thêm đôi cánh để những ước mơ được bay cao, bay xa hơn nữa. Trong phần cuối của chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những thanh âm tuyệt vời từ tiếng đàn tỳ bà dưới sự thể hiện của các bạn nhỏ trong lớp học. Đây cũng là những hình ảnh thay cho lời chào kết của chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.